Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Võ Thị Ngọc Bích, 30 tuổi, quê An Giang, cùng tang vật là hơn 2 kg ma túy đá đến Công an Tây Ninh thụ lý. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, tại điểm cảnh giới Tà Pen ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Bích đang vận chuyển hơn 2 kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam. Tại đây, Bích khai, lúc đang ở một nhà nghỉ thuộc thành phố Bà Vét, Campuchia, thì có một người đàn ông yêu cầu xuống nhận hàng. Người đàn ông đã giao cho Bích một chiếc vali, bên trong chứa 3 bịch ma túy, ngụy trang dưới vỏ bọc là các bịch bánh kẹo và yêu cầu Bích cứ mang về đến thành phố Hồ Chí Minh rồi sẽ có người ra nhận. Trên đường từ thành phố Bà Vét về Việt Nam, Bích bị lực lượng biên phòng bắt giữ.